Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Âm lịch ngày này là ngày mùng 10 tháng 7 năm Canh Tý và ngày này là ngày Quý Mão tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Hắc đạo, giờ hoàng đạo trong ngày bao gồm các giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Quý Mão, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc. Ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm Kim Bạch Kim Kỷ Tuổi Đinh Dậu Tân Dậu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi được. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Hợi và Mùi, xung với Dậu, Hình Tý, Phá Ngọ và Tiệt Thân nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày có tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Tuổi xung trong tháng tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như là sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, sao Cát Sống, Đại Cát tốt mọi việc. Và các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm như là sao Thiên Lai xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Chu Tức Hắc Đạo kỵ về vài nhà mới khai trương các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hướng Hỷ Thần là hướng Đông Nam, Tài Thần là hướng Tây Bắc các bạn nhé. Và tiếp theo mời các bạn đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020 như sau. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020 nhé. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Quý Mão này với bạn tuổi Tý, bạn có tài giỏi, có tầm nhìn xa trông rộng như thế nào đi nữa, thế nhưng đây lại là cái nguyên nhân khiến cho bạn hay coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, cho rằng người ta chỉ cản trở mình đi tới cái sự thành công đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cũng dễ đắc tội với người khác do cái tính nói năng không suy nghĩ. Khi muốn góp ý với ai, bạn nên sử dụng những cái từ ngữ thật mềm mỏng để không gây tổn thương cái lòng tự trọng của người khác mà vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn bạn tuổi Tý nhé. Về cái phương diện tài chính của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, ngày này bạn mệnh sẽ đạt được những cái điều mình mong muốn trong ngày hôm nay bởi bạn đang có được cái sự trợ giúp của thiên tài chiếu mệnh đó. Và bạn tuổi Tý, nếu như cái lựa chọn của bạn được cái mối đầu tư thích hợp trong ngày hôm nay, bạn có thể sẽ phát tài, phát lộc một cách vô cùng nhanh chóng luôn nhé. Trong cái ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, bạn xuất hành đi xa thì cũng được thuận lợi, có quý nhân, có người lớn hài lòng, gặp được người, công việc êm đẹp, có tiền tài, có nhiều tin vui nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, ăn nói có phần không suy nghĩ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn dễ đắc tội. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, thích hợp cho cái việc đầu tư của bạn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn có tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn hay coi thường người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020.
Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang trải qua cái ngày này không được mấy thuận lợi nhá. Bạn mệnh tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của tỵ kim chiếu mệnh nên dễ vướng phải những cái vụ tranh chấp quyền lợi của đồng nghiệp. Tốt nhất là bạn nên giữ mình ở một cái vị trí trung lập bạn tuổi Sửu nhá. Và bạn mệnh tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này cũng là người dũng cảm và kiên định, bạn luôn đặt ra những cái kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình, nhưng đôi khi bạn cảm thấy mình lại là người khó hòa nhập, không có ai thực sự hiểu mình luôn. Và bạn tuổi Sửu, cái điều này bạn cần phải mở rộng lòng mình và trò chuyện với nhiều người hơn nữa bạn tuổi Sửu nhé. Trong cái ngày Quý Mão này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc khắc thổ. Cái điều này, cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Sửu và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể có cái sự tranh chấp và cãi cọ vì một số cái vấn đề không thống nhất được với nhau đó nhá. Tuy nhiên, bạn tuổi Sửu, bạn cũng nên biết rằng sau khi trải qua cái sự mâu thuẫn, đôi bên sẽ hiểu về nhau hơn. Vì thế bạn không nên quá rầu rĩ vì cái việc này bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, bạn dễ vướng tranh chấp. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, bạn không nên tham dự vào cái thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, tình cảm không như ý. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, vợ chồng mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Sửu, bạn khó hòa nhập. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Dần tiến triển khá chi là thuận lợi nhờ bạn gặp được tam hội cục phù trợ cho bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn có thể thấy rằng công việc của mình tiến triển rất chi là suôn sẻ và cái điều này làm cho bạn có được cái sự ngạc nhiên, cho dù đó có là một cái việc tưởng chừng như là khó khăn đi chăng nữa với bạn đối bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày Quý Mão này với bạn tuổi Dần, cái quan hệ xã giao của bạn cũng rất chi là hài hòa do bạn là một người có tài và biết làm vừa lòng người khác đó. Bạn tuổi Dần, bạn không bao giờ to tiếng hoặc là xúc phạm ai, cho dù bạn có đang bực bội hay là nóng nảy đến mức thế nào đi chăng nữa nhé. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Dần, ngày này công việc của bạn có phần được thuận lợi, xuất hành đi xa cũng được thuận lợi. Bạn có thể gặp được quý nhân, người lớn tuổi giúp đỡ, gặp được đúng người, đúng việc, công việc được êm đẹp, tín chỉ tốt đẹp, nhiều tin vui trong ngày nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp được các sao Thiên Đức, Cát Khánh, sao Ích Hợi, sao Sát Sống, rất tốt cho cái việc gặp gỡ người, mọi việc đều tốt, cầu tài thì được thuận lợi, cắt áo các cụ, cầu tài, tế tự trong ngày đều tốt với bạn, bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, giải quyết được khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, xã giao được hài hòa. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, không gây mất lòng ai. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn không nên tiến hành những cái công việc lớn độ. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lam, màu rêu, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa,
Cái điều này gây ra cho bạn tuổi Mão nhiều cái bất lợi cho công việc của mình nhé. Bạn tuổi Mão, bạn có thể gặp phải nhiều cái điều gây chướng ngại tai mắt, nhưng tốt nhất là bạn không nên tỏ cái thái độ phản đối quá rõ ràng hoặc là kiên quyết đó bạn tuổi Mão nhé. Bản mệnh trong cái ngày này có thể bị kích động dễ dàng, vì thế bạn phải học cách giữ mình bình tĩnh và suy nghĩ cho thoáng hơn, không nên đối đầu trực diện với đồng nghiệp và cấp trên, đặc biệt là những người ở giữ cái vị trí quan trọng nhé. Trong cái ngày thứ 6 này, đối với bạn tuổi Mão, nếu có việc cần thiết phải xuất hành trong ngày hôm nay thì bạn nên xuất hành vào cái giờ hoàng đạo. Đi ra thì có người giúp đỡ, có quý nhân, gặp được người có tiền tài, có nhiều tin vui với bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc bất lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn không nên nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn dễ bị kích động. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn dễ bất đồng ý kiến đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường và màu xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn đang gặp cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Thìn phải đối diện với nhiều cái chuyện đau đầu trong ngày hôm nay nhé. Với bạn tuổi Thìn, khi đưa ra một cái quyết định nào đó, bạn có thể không nhận được cái sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí là bị phản đối mạnh mẽ nữa đó nhé bạn nhé. Những cái chuyện không như ý có thể xuất phát từ chính những người họ hàng của bạn tuổi Thìn đó. Và bạn tuổi Thìn, bạn mệnh cảm thấy có phần bất mãn, mệt mỏi, nhưng không nên có những cái hành động thiếu suy nghĩ. Cái điều này khiến cho cái mối quan hệ của bạn trở nên ngày một xấu đi được. Bên cạnh đó, trong cái ngày Quý Mão này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này khuyên bạn tuổi Thìn cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong ngày nhé. Bạn tuổi Thìn chẳng phải ngẫu nhiên khi kế hoạch của bạn lại phải nhận nhiều cái sự phản đối như vậy. Bạn cần phải xét lại tất cả các yếu tố khiến cho bạn đưa ra cái quyết định cuối cùng đó. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thìn, xuất hành đi xa cũng không được thuận lợi. Bạn đang có cái điểm báo xấu, đề phòng về tai nạn, xích khẩu, cãi cọ, có điểm báo chẳng lành. Vì vậy, không có việc quan trọng thì bạn nên ở nhà bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tỵ Thìn thuộc hỏa, không được ủng hộ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, mâu thuẫn với người thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn cần cân nhắc. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn cần tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, công việc không được như ý đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày mộc sinh cho hỏa. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ và nửa kia của mình trong ngày hôm nay rất chi là hòa hợp nhé. Bạn tuổi Tỵ, bạn có thể chia sẻ mọi cái suy nghĩ của mình với người ấy, và bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng với nhau thì mọi cái thử thách khó khăn trong cuộc sống cũng chẳng có gì đáng phải ghê gớm, đáng phải sợ hãi với mình cả nhé.
Bản mệnh tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này cũng luôn cố gắng hết sức để có được cái sự thấu hiểu con cái của mình. Bạn biết rằng giữa cha mẹ và con cái dù sao cũng sẽ có cái khoảng cách giữa các thế hệ với nhau. Vì vậy mà bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải tâm sự càng nhiều thì cái khoảng cách ấy sẽ càng được kéo lại gần nhau bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tỵ chính ấn chiếu mệnh là cái ngôi sao may mắn giúp cho bản mệnh tuổi Tỵ trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình được hanh thông thuận lợi đó. Ngày này đối với những bạn làm lãnh đạo sẽ nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp dưới mình. Đây là cơ sở để bạn lãnh đạo cả tập thể đi tới cái thành công vang dội hơn với mình bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, xuất hành cũng rất chi là thuận lợi và bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hướng hỷ thần, hướng tây nam, tài thần, hướng tây bắc để có được cái vận may cho mình nhé. Xuất hành thì được thuận lợi, công việc đều được êm đẹp, có tiền tài, có niềm vui với bạn nữa. Ở về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn có uy tín. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, quan tâm tới nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn lắng nghe con cái. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn được đồng nghiệp tin tưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủ, bạn dễ dàng thành công nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên bạn tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong cái chuyện chi tiêu vào ngày hôm nay nhé. Bạn tuổi Ngọ nếu cứ tiêu tiền một cách tùy ý thì cho dù bạn mệnh có tiền rừng bạc tỷ như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tiêu tan trong chớp mắt đó. Và bạn tuổi Ngọ trong cái ngày Quý Mão này, nếu làm trong những cái lĩnh vực kinh doanh thì bạn cần phải tránh đưa ra những cái quyết định quan trọng, quyết định đầu tư, bởi trước mắt với bạn sẽ khó có thể tìm được một cái mối hợp tác tiềm năng nào đó. Bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải hết sức bình tĩnh và chờ đợi một cái thời cơ thích hợp khác bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ cũng gặp ngày mộc sinh cho hỏa, cái điều này làm cho bản mệnh và nửa kia rất chi là yêu thương và quý trọng lẫn nhau. Bạn chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho cả hai người. Một bữa tối lãng mạn hoặc là một buổi tối đi chơi riêng là một trong những cái sự lựa chọn khá chi là thích hợp cho bạn tuổi Ngọ đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, trong ngày này không nên đầu tư. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, công việc trục trặc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc thổ, yêu thương gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn chờ đợi cơ hội đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi đang có được báo hiệu tiến trình rất chi là thuận lợi, gặp nhiều may mắn. Thế nhưng đôi khi bạn tuổi Mùi lại đánh giá không đúng cái năng lực của mình, cho nên những cái kế hoạch bạn xây dựng khá chi là xa rời với thực tế, thậm chí còn có phần ảo tưởng nữa đó bạn tuổi Mùi nhé. Bù lại trong cái ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mùi, cái mối quan hệ xã giao của bạn lại rất chi là tốt đẹp, một phần nhờ bạn luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Và bạn tuổi Mùi nếu tiếp tục mở rộng được các mối quan hệ, bạn sẽ có được cơ hội
gặp gỡ quý nhân, đó sẽ là người chỉ ra cho bạn tương lai thích hợp, lựa chọn cái con đường đúng đắn cho bạn đó nhá. Tuy nhiên trong cái ngày Quý Mão này, đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi bạn phải dành nhiều thời gian cho cái công việc, cho nên quên đi cái sự quan tâm giúp đỡ nửa kia của mình, cho nên tình cảm có phần bị thiếu hụt đối với bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi, nếu như bạn cảm thấy cái mối quan hệ vợ chồng đang dần lạnh nhạt thì bạn cần phải tìm cách hâm nóng ngay lập tức đi đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, vợ chồng có phần lạnh nhạt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, bạn cần chú trọng sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, quan hệ rộng rãi. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, được lòng mọi người. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn có phần ảo tưởng bản thân nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thân có thể xảy ra những cái mâu thuẫn lớn với cấp trên do đôi bên không cùng nhau cùng chung quan điểm nhé. Và tốt nhất đối với bạn tuổi Thân, bạn nên lựa lời mà nói, không nên thể hiện cái quan điểm của mình một cách quá bộc trực đó. Bản mệnh tuổi Thân trong cái ngày Quý Mão này cũng nên kiềm chế lại cái tính hiếu thắng của mình, bởi không phải cứ bao giờ hơn thua nhau trong cái sự nghiệp cũng đem lại cho bạn ích lợi đâu đó. Đôi khi bạn phải thỏa hiệp với cái điều này mà mình không mong muốn bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Thân, kim khắc mộc, bạn tuổi Thân, bạn và nữ kia có thể xảy ra cái sự tranh chấp cãi quả trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài cái quan điểm không phù hợp với nhau là cái chuyện thường tình. Vì vậy, bạn chớ nên nổi nóng và nói ra những cái lời gây tổn thương đối phương bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn học cách thỏa hiệp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, tính cách hiếu thắng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, vợ chồng tranh cãi. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn nên bình tĩnh. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên trong cái ngày Quý Mão này với bạn tuổi Dậu, dù bạn có những cái phản ứng nhanh nhạy và có cái khả năng ứng biến với nhiều cái tình huống rắc rối khác nhau, tuy nhiên bạn lại quá ngạo mạn và sẵn sàng gây gỗ với những người bất đồng quan điểm với mình đó bạn tuổi Dậu nhé. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu, bạn mệnh có một ngày đào hoa, cho nên sẽ được nhiều đối tượng khác giới quan tâm để ý tới bạn lắm đó. Tuy nhiên, cái điều này, nếu đối với những bạn đã lập gia đình rồi, thì bạn cần phải giữ khoảng cách với những người khác giới, đừng để cho cái sự đồn đại và kỵ nghi gây ra cái sự rạn nứt gia đình, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng bạn tuổi Dậu nhé. Ngày thứ 6 này, đối với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cần hết sức tránh những cái hoạt động như là kiện tụng, tranh chấp trong ngày hôm nay. Dù có nóng giận đến thế nào đi nữa, bạn cũng nên hết sức giữ bình tĩnh, tránh gây ra cái sự tranh cãi
rắc rối cho bản thân mình. Ngày này đang có cái sự xích khẩu, trại quạ, điềm báo không lành xảy ra với bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, có khả năng ứng biến. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, được nhiều người để ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn biết cách giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn tránh những sự cãi cọ, kiện tụng nhé. Về tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn hãy khiêm tốn tốt hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2020. Là ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có nhị hợp nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Tuất làm ăn vô cùng là thuận lợi luôn nhé. Nhiều khả năng với bạn tuổi Tuất trong cái ngày thứ 6 này sẽ tìm được cái mối đầu tư có giá trị, và bạn cần hãy nhanh tay nắm bắt lấy cái cơ hội ngay, đừng để bản thân phải nối tiếc về sau này bạn tuổi Tuất nhé. Và bạn tuổi Tuất, bản mệnh là người trọng cái thể diện, vì thế bạn không muốn để cho người khác thấy những cái mặt yếu của mình đó. Có thể bạn tuổi Tuất là người yếu đuối hay suy nghĩ, nhưng lại xây dựng cho mình một cái hình ảnh mạnh mẽ để đánh lừa mọi người đó. Trong cái ngày này đối với bạn tuổi Tuất, mộc khắc thổ, cái điều này bản mệnh và nửa kia của mình có thể đang có cái sự bất đồng ý kiến, bất đồng quan điểm với nhau trên một vài cái phương diện nào đó nhá. Và bạn tuổi Tuất đó, nếu cả hai cùng nóng nảy thì chắc chắn không thể thống nhất được ý kiến. Cái điều này bạn cần nên nhờ cả hai cùng bình tĩnh trở lại rồi thảo luận với nhau cùng giải quyết, bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, làm ăn được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn có cơ hội đầu tư. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, quan trọng thể diện. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, vợ chồng bất đồng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn nên bình tĩnh hơn. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ 6, ngày 28 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày thủy sinh cho mộc, cho nên bạn tuổi Hợi đối với những bạn đã lập gia đình rồi sẽ có một ngày khá chi là yên bình, hạnh phúc với mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, mọi thành viên trong nhà của bạn đều biết cách quan tâm, chăm sóc và suy nghĩ cho nhau. Nếu có cái vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, mọi người luôn bàn luận với nhau để tìm cách giải quyết một cách hợp tình, hợp lý nhất có thể đó. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi, những người còn độc thân có thể nhận được cái tín hiệu từ những người khác giới. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy mở lòng mình hơn để nhận ra những cái tín hiệu, những cái ưu điểm của người khác. Biết đâu bạn mệnh sẽ tìm được nửa kia của mình ngay trong ngày hôm nay nhé. Trong cái ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi, chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng báo hiệu cho bạn tuổi Hợi biết những cái tín hiệu đáng mừng trong sự nghiệp của mình. Với tinh thần làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc, bạn nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên và yêu mến của đồng nghiệp. Trong ngày hôm nay, có thể bạn mệnh sẽ được cân nhắc lên cái vị trí cao hơn đối với bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, cái việc xuất hành với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Bạn gặp được quý nhân, người lớn thì hài lòng, gặp được người, đúng việc, công việc thì được êm đẹp, có tiền, có nhiều tin vui đáng mừng với bạn nữa.
Với bạn tuổi Hợi xuất hành trong ngày này, bạn cũng nên chọn những cái hướng đẹp như là hỷ thần hướng nam, tài thần hướng tây bắc để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, gia đình hòa hợp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn có số đào hoa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, mở lòng mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn được cân nhắc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, chăm chỉ làm việc. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh, ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.